Chào các bạn, chào bạn Nguyễn Văn Đô, bạn ở như Vũng Tàu, bạn nhờ tôi làm một bộ dao, không biết cái hộp thép này thép gì. Bây giờ tôi sẽ mở nó ra xem. Đây là một cái hạt bi của tàu thủy đấy. Hạt bi này thì làm dao thì phải nói là ngon hết nước chấm các bạn ạ. Ok, ngon hết nước chấm hay không thì bây giờ tôi cứ phải khám phá đấy. Mời các bạn hãy dõi theo màn hình cùng tôi khám phá cái hạt bi của tàu thủy này.
Đây, như thế này tôi đã hoàn thiện xong cái lưới dao phối chặt bằng thép hạt bi tàu thủy. Bây giờ tôi thử cạo lông chân xem cái độ sắc của nó như thế nào. Tuyệt vời các bạn ạ, ta cạo lông chân ngọt lim luôn ạ, còn sắc hơn dao lam thì không hổ danh là cái hạt bi tàu thủy, rất chi là ngọt. Ok, còn phần lắp cán tôi sẽ vào rồi lắp nốt. Thank you.
rất tuyệt vời các bạn. Cái độ chịu lực của con dao phở ta làm từ cái hòn bi của tàu thủy là cực kỳ là chất lượng, cái độ chịu lực rất chi là cao. Còn cái độ sắc ngọt của nó thì ta cạo lông chân là ngọt líp luôn đấy, sắc như nước luôn. Về cái màu thép của nó đây, các bạn thấy thì rất chi là mượt mà. Như cái thép khác thì không thể so sánh với cái màu thép này được, rất mượt. Các bạn làm cái con dao phớ chặt thế này, cái sống của nó thì dày như thế này, nó vừa chắc vừa khỏe. Kéo xuống ra ngoài đầu mũi này thì vuôn vuốt hình chữ V, ta khai thác được cái độ sắc của nó là tối đa. Trông rất đẹp, rất mượt. Cái màu thép này rất mượt các bạn ạ, mượt lắm. Như cái hạt bi của tàu thủy đi có cái màu thép như thế này được. Còn về cái mẫu dao này thì rất đẹp, con dao này rất đẹp. Còn về cái cán này, các bạn làm bằng gỗ cấm chí, cái vân của nó là cực kỳ đẹp, được chốt hai đinh đồng rất chắc. Và cái khâu này là khâu inox mạ đồng, rất chỉ là sáng bóng, rất mượt. Vâng, video tôi quay toàn cảnh cách làm con dao phối chặt bằng hạt bi tàu thủy. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.